Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có hơn 7.200 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 26 điểm thi với gần 2.000 lượt cán bộ tham gia làm thi. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ghi nhận, sau 2 ngày thi, toàn tỉnh không có cán bộ coi thi cũng như thí sinh vi phạm quy chế. Đến bây giờ đã kết thúc, thì có thể khẳng định là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2024 diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, cũng như không có cán bộ làm thi nào vi phạm quy chế thi. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Với cái mục tiêu là phản ánh đúng cái chất lượng giáo dục của năm 2024 nói riêng trên địa bàn, và cũng từ đây sẽ là cái bài học kinh nghiệm để chúng tôi rút ra và kế thừa những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại cho những kỳ thi tốt nghiệp tiếp theo của những năm sau, làm sao này từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Điện Biên, công tác tổ chức chấm thi sẽ được thực hiện từ ngày 2 tháng 7 năm 2024, dự kiến đến ngày 12 tháng 7 năm 2024. Công bố kết quả thi lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Các hoạt động thu nhận đơn phúc khảo, chấm phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo được diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2024.